Người dân đồng tâm nhận ra cái sai của mình. Phát biểu trên kênh Việt Vision, ông Nguyễn Quốc Thắng là người dân ở Đồng Tâm đã nói về tình hình xã Đồng Tâm hiện nay sau khi thanh tra thành phố ra thông báo kết luận thanh tra với căn cứ xác thực chỉ ra rõ không có 59 ha đất nông nghiệp Đồng Xanh tồn tại trên bản đồ địa chính xã Đồng Tâm mà nhóm ông Lê Đình Kình tố cáo bị chính quyền địa phương cướp đất và giao cho Viettel, đồng nghĩa với việc hành vi bắt và giữ người trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự ở Đồng Tâm thời gian qua sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Thắng cho biết như sau. Người dân Đồng Tâm đã nhận ra cái sai của mình và đang rất bức xúc với những kẻ đã đẩy dân làng, con cháu họ vào vòng lao lý. Họ gọi nhóm Đồng Thuận là nhóm gây rối, không gọi ông Lê Đình Kình là cụ Kình mà gọi là lão Kình. Ông Thắng chỉ ra một vài ví dụ, người dân Đồng Tâm đang đặt dấu hỏi về cụ Kình. Tại sao Hồng Thái Hoàng là đối tượng phản động đến thăm ông Kình thì ông lại ngồi dậy tiếp hàng giờ, trong khi người khác đến thăm thì nằm bẹp? Rằng tại sao cụ Kình tỏ ra minh mẫn về đất đai Đồng Tâm nhưng lại lũ luẫn không biết Hồng Thái Hoàng là kẻ phản động. Người dân theo ông Kình đã nhận ra rằng mình bị lừa bịp, thậm chí đã kéo đến nhà ông Kình chửi bới, lên án ông ta đã đẩy người thân của họ vào vòng lao lý. Ông Thắng cho rằng cụ Kình bây giờ quá ưu nhục. Và vấn đề thứ hai, người dân Đồng Tâm. Thì tôi nói này, về người dân Đồng Tâm thì cái sự kiện ô nhục của cụ Kình khổ lắm. Dân, các người theo cụ Kình bây giờ nhận thức ra cái sai đến tận nhà cụ trưởng. Đấy, vì cụ con tôi bước vào vòng lao lý, vì cụ mà chúng tôi bị như thế này, đúng không? Cái vì sao có nhóm Đồng Thuận, người ta hay gọi là nhóm Đồng Thuận nhưng chỉ thực chất ra là một nhóm người gây rối. Hiện nay trong dân Đồng Tâm đặt dấu hỏi, chính anh em bạn bè tôi ở trên đó đặt dấu hỏi, người ta không gọi là cụ Kình, người ta gọi là lão Kình. Dân Đồng Tâm rất tin tưởng vào Đảng nhưng vẫn còn băn khoăn rằng liệu chính quyền có bỏ sót tội phạm nguy hiểm hay không. Ông Thắng bình luận thêm, cả thế giới này chỉ có mỗi Việt Nam có sự ngược đời, hết Đồng Chiêm lại đến Đồng Tâm. Dân cứ ngộ nhận rằng bắt, chống công an cho đến khi nhận ra sai lầm của mình thì xin không bị xử lý pháp luật, tức không muốn chịu trách nhiệm hình sự. Đây không phải là lần đầu tiên người dân Đồng Tâm công khai lên án ông Lê Đình Kình và nhóm khiếu kiện Đồng Thuận. Trước đó, bà luật sư Hồng Nga tố ông Kình lừa ăn quyệt tiền công của ông Kình để thuê kiện cháu mình kiếm 2 tỷ đồng. Xác nhận các tố cáo ông Kình cầm đầu cuộc nổi loạn ở Đồng Tâm trên mạng là đúng. Một số Facebook cho rằng người dân Đồng Tâm lập ra Facebook đất và người Đồng Tâm, dân làng Hoành, đăng rất nhiều bài chỉ có người trong làng mới biết, tố cáo hoạt động hàng ngày của ông Kình vào nhóm Đồng Thuận. Mới đây, có một thông tin gần 100 người dân Đồng Tâm đến trụ sở cảnh sát hình sự số 7 Thiền Quang tự thú, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, càng cho thấy đám dân chủ mất nghề, mất hy vọng bố víu vào chỗ này để tìm kiếm, gây lực lượng biểu tình vốn đã ngày càng tụt dốc của chúng.